Gần đây, thông tin Messi cân nhắc lại chuyện gia hạn hợp đồng với PSG xuất hiện trên nhiều mặt báo tại châu Âu. Ngay cả một chuyên gia săn tin chuyển nhượng như Gerard Romero cũng đánh tiếng rằng tiền đạo sinh năm 1987 đã thay đổi quyết định của mình. Trước và sau World Cup 2022, Messi được cho là hào hứng với viễn cảnh ở lại PSG thêm một hoặc hai mùa giải nữa thay vì chuyển đến Inter Miami. Tuy nhiên, khi đã giành chức vô địch World Cup, tiến trình đàm phán hợp đồng giữa Messi và PSG lại rơi vào bế tắc. Hơn một tháng qua, không có bất kỳ bước tiến nào cho thấy rằng Messi sẽ ký vào bản hợp đồng mới. Thực tế, sức ảnh hưởng quá lớn của Messi buộc chủ tịch Nasser Al-Khelaifi phải có nhiều động thái thắt chặt tình cảm với đội trưởng đội tuyển Argentina. Ông công khai khẳng định rằng Messi vẫn là hạt nhân trong mọi kế hoạch của PSG ở những năm tới đây. Nhưng Messi là ngôi sao số một thế giới vào thời điểm hiện tại. PSG rất nhiều tiền nhưng họ không thể cứ phá vỡ trần lương của mình hết năm này qua năm khác. Thông tin Al-Hilal, đối thủ lớn nhất của Al-Nassr, muốn ký hợp đồng với Messi không khiến nhiều người bất ngờ. Các đội bóng Ả Rập Xê Út không thiếu tiền, Ronaldo nhận 200 triệu euro thì Messi sẽ nhận 300 triệu euro nếu chuyển đến châu Á. Rõ ràng PSG không thể không âu lo với những lời đề nghị khó từ chối đến như vậy dành cho Leo. Hơn nữa, sự cạnh tranh ngầm về sức ảnh hưởng của Qatar và Ả Rập Xê Út thông qua bóng đá là có thật. Messi thi đấu cho PSG và vô địch World Cup là thắng lợi của chủ tịch Al-Khelaifi. Vị doanh nhân lọc lõi biết rằng mình không thể để mất báu vật. Ngược lại, Messi thừa hiểu rằng nếu ở lại PSG, anh vẫn được chơi bóng đỉnh cao ở một giải vô địch quốc gia không nhiều áp lực như League 1. Đồng thời, nhiệm vụ chính của Messi cùng hai người đồng đội là Neymar và Mbappé tìm kiếm chiếc cúp C1 châu Âu cho đội chủ sân Parc des Princes. PSG không thể trả cho Messi 300 triệu euro nhưng con số thấp hơn Mbappé một chút thì đội bóng nước Pháp sẵn sàng. Từ quê nhà, báo chí Argentina lên tiếng khẳng định việc Messi rời PSG chỉ là tin lá cải. TicSport là đơn vị truyền thông được biết đến với mối quan hệ thân thiết với Messi. Trang tin này khẳng định rằng Messi chỉ đàm phán với PSG chứ không nghĩ đến bất kỳ đội bóng nào khác ở thời điểm này. Cụ thể, Messi sẽ đồng ý kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng 1 năm và ký mới thêm 1 năm. Điều này đồng nghĩa với việc PSG sẽ có sự phục vụ của siêu sao người Argentina đến năm 2025. Nhà báo Gaston Edun của Tic cũng tiết lộ mối quan hệ giữa Messi và ban lãnh đạo Barcelona hoàn toàn đổ vỡ. Lionel Messi sẽ không quay lại sân Camp Nou. Nếu Messi chấp nhận ở lại PSG và có thêm vinh quang cùng đội bóng nước Pháp, còn Ronaldo không thể quay lại một đội bóng lớn của châu Âu, Messi sẽ thêm một lần thắng Ronaldo trong cuộc tranh cãi về người xuất sắc nhất thế giới suốt thập niên qua.